Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hiền Hoàng. Hiện tại mình đang là một học viên ở Ivina Language Academy. Vừa rồi vào ngày 25 tháng 4 thì mình có tham dự kỳ thi Academic IELTS và mình đã đạt được điểm số 7.5 IELTS và subscore cao nhất của mình là Arsenal Reading. Thì trong suốt khoảng thời gian mình học ở đây thì mình đã được trải nghiệm sự tận tâm và rất chuyên nghiệp đến từ các thầy cô của Ivina Language Academy, và đặc biệt nhất đó là Academic Manager thầy Philip John Kieran và bạn tutor rất là đẹp trai Việt lão sư hay còn gọi là Bùi Thành Việt, với số điểm IELTS rất là cao, đạt 8.0. Ngoài việc được học tiếng Anh ở Ivina Language Academy ra thì em còn nhận được sự hỗ trợ rất là lớn từ thầy Leo và cô Đặng Mai Trang. Với sự giúp đỡ của hai thầy cô rất chi là tuyệt vời này thì em đã nhận được hai thư mời học bổng từ hai trường đại học tiếng tại Hà Lan. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô tại Ivina cũng như các anh chị nhân viên cực kỳ đáng yêu và thân thiện ở đây ạ. Yêu Ivina rất nhiều ạ.